I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on vâng, xin kính chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đắt Giá Rẻ. Thì đoạn video ngắn vừa rồi là một đoạn mà em Ánh muốn gửi tới quý khách hàng về đường ngõ mà dự án 3 căn nhà chuẩn bị em Ánh sắp tới là sẽ quay gửi tới quý khách hàng của em. Với cái thông số nhà thì là diện tích từ 37m² trở lên, được thiết kế xây dựng 4 tầng và 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh mọi người ạ. Thì cụ thể hôm nay em Ánh sẽ quay một trong 3 căn nhà này. 3 căn nhà này là vị trí là thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngõ trước nhà là 2m, cách cái trục đường mà ô tô có thể đi lại qua lại được là khoảng tầm 20m thôi mọi người nhá. Sau đây xin mời tất cả quý khách hàng của em sẽ tiến vào cái căn nhà cụ thể mà em Ánh muốn gửi tới quý anh chị khách hàng cũng như là cô chú. Thì đây chính là phần cửa chính của ngôi nhà, với cái mặt tiền của ngôi nhà là 3m51 trên sổ đỏ mọi người ạ. Tất cả những cái căn này đều đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, giấy phép xây dựng đầy đủ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu lên tới 80% giá trị của căn nhà sau khi ngân hàng định giá mọi người nhé. Đây chính là phần em Ánh muốn gửi tới quý khách hàng. Cửa chính của ngôi nhà đây được thiết kế hai lớp, lớp ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, mọi người để ý này, còn rất là mới, bọc nguyên ni lông luôn này, và bên trong là cửa nhôm Việt Pháp mọi người nha. Cửa kính hầu như nhà nào em cánh quay cũng thế, mọi người thấy đúng không ạ, đều là có hai lớp cửa. Hai lớp cửa này là đều về cái tính thẩm mỹ cũng như là về độ an ninh an toàn cho ngôi nhà. Mời mọi người hướng theo em vào phía phòng khách nhé. Đây chính là phần phòng khách của ngôi nhà với cái diện tích là 37m² trên sổ đỏ mọi người ạ. Còn xây dựng thực tế, ví dụ như ở trên tầng 2 đua ra thì nó sẽ vào khoảng tầm 38,5m cơ. Đây chính là phần phòng khách. Với cái hiện trạng của ngôi nhà, em Ánh đang quay gửi tới quý khách hàng, hiện trạng của căn nhà là được 95%, còn 5% nữa. 5% nữa thì lát nữa em sẽ gửi tới quý khách hàng, tại vì sao mà còn 5% thiếu sót nữa nhá. Về phần điện cũng như là sơn, trần thạch cao và gạch ốp lát đều đã được lắp đặt và hoàn thiện đầy đủ xong hết rồi mọi người nha. Ở phía tầng phòng khách của ngôi nhà là chủ đầu tư có thiết kế một cái móc keo treo quạt trần, cũng như là hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ. Hệ thống sơn tường đây mọi người này đều đã xong hết rồi, và màu sơn thì là màu vàng nhạt mọi người nha. Gạch ốp lát này là gạch 60-60. Phòng khách khá là rộng mọi người ơi, phòng khách sẽ rơi vào khoảng tầm phải đến 20m đấy, 17-18m. Xin mời mọi người hướng theo em vào phía căn phòng bếp của ngôi nhà. Căn phòng bếp của ngôi nhà cũng vậy mọi người ạ, căn phòng bếp khá là rộng, với căn nhà 37m chia thành từng phòng riêng biệt cũng khá là hợp lý. Toàn bộ tủ bếp của cái căn nhà này được thiết kế là gỗ sồi mọi người ạ. Đây này, phụ kiện bếp cũng đều được lắp đặt đầy đủ rồi. Đây, đầy đủ hết cả rồi, mọi người chỉ việc mua đồ dùng về để sử dụng thôi. Thiếu 5% nữa. Đây, chậu rửa bát cũng như là vòi chậu là chuẩn bị được lắp đặt mọi người nha. Và
cái mặt bếp mà được lát ốp đá đen Bình Định mọi người ạ. Tầng 1 của ngôi nhà gồm một phòng vệ sinh phụ thì là toàn bộ 5% mà em Ánh giới thiệu. Còn thiếu sót của ngôi nhà này đó là phần thiết bị vệ sinh. Phần thiết bị vệ sinh này thì chỉ trong nay hoặc mai là chủ đầu tư sẽ lắp đặt hết. Tuy nhiên thì em Ánh cứ quay để gửi tới quý khách hàng trước đã. Và sau này khi mà hoàn thiện xong xuôi hết cả rồi thì em Ánh sẽ quay lại một lần nữa để gửi tới quý khách hàng của em. Xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 2 của căn nhà cùng em. Trên phía tầng 2 của căn nhà thì được thiết kế như sau, gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh mọi người ạ. Bậc cầu thang đi lên, mặt bậc, cổ bậc là đều được lát đá xanh. Tay vịn cầu thang thì đã được lắp đặt là gỗ lim Nam Phi mọi người nhé. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế 2 phòng ngủ. Đây chính là phòng ngủ thứ nhất đây. Phòng ngủ thứ nhất của ngôi nhà đây mọi người ạ. Hiện tại thì cái căn nhà này điện là cũng chưa kéo vào về cái đầu ở đầu nguồn ấy, là cũng chưa kéo vào cho nên là sẽ có hơi tối một chút nha mọi người. Cái phần căn phòng ngủ này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 12 mét, có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài đây mọi người này, cũng khá là thoáng, cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Toàn bộ hệ thống phòng ngủ của cái trên tầng 2 cũng đều được làm trần thạch cao và đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, ống chờ, dây chờ, áp chờ, điều hòa cũng đều đã được lắp đặt xong xuôi hết rồi. Căn nhà này mọi người cũng chỉ việc dọn đồ về và chuẩn bị ở thôi. Toàn bộ hệ thống cửa thông phòng là được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp mọi người nha. Mời mọi người hướng theo em sang phía tầng căn phòng ngủ thứ hai. Căn phòng ngủ thứ hai đây mọi người ạ. Căn phòng ngủ thứ hai này thì có phần sáng hơn một chút. Cửa sổ hướng ra phía mặt ngõ, rất là sáng. Đó. Và tất cả mỗi căn phòng ngủ cũng đều được lắp ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa riêng biệt rồi mọi người ạ. Với cái vị trí của cái căn nhà này thì rất là gần với chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học, nhà văn hóa, ủy ban nhân dân phường. Cách bến xe Nghĩa khoảng tầm 3,5 km và cách cái ngã tư Lê Trọng Tấn cũng khoảng tầm 3,5 km mọi người nhá. Em Ánh review rất là thật cho nên mọi người cố gắng theo dõi xuyên suốt video để có thể nhận định và đánh giá được khách quan hơn mọi người nhá. Phía tầng 2 của ngôi nhà thì có một nhà vệ sinh, tuy nhiên thì nhà vệ sinh này mới chỉ làm xong cái phần gạch thôi, còn thiết bị vệ sinh thì chưa lắp mọi người ạ. Mời mọi người theo em hướng lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà cũng được thiết kế gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Vị trí của cái căn nhà này thì là có 4 phòng ngủ mọi người nhá. 4 phòng ngủ riêng biệt. Trên cái tầng 3 này thì thiết kế tương tự như tầng 2 thôi mọi người ạ. Đây này. Đó. Trên tầng 3 được thiết kế xem tương tự giống hệt như là tầng 2 về màu sơn cũng như là màu gạch. Rồi là cửa sổ, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Có sự khác biệt với tầng 2 một chút thôi, đó là tầng 3 không làm trần thạch cao nữa mà thay vào đó là làm trần bình thường thôi mọi người ạ. Còn tất cả cửa thông phòng của cái căn nhà này thì đều làm bằng cửa nhôm vệ Việt Pháp. Nhà vệ sinh của tầng 3 đây mọi người ơi, cũng được thiết kế tương tự như tầng 2 thôi. Đây chính là căn phòng ngủ thứ tư mọi người ạ. Để mà nói với cái thiết kế của ngôi nhà 4 phòng ngủ như thế này thì em Ánh thấy khá là hợp lý. Rất là hợp lý luôn. Nhà đất thổ cư, sổ đỏ chính chủ, giấy tờ thì hợp lệ. Cái giá bán của cái căn nhà này em quên chưa nói với mọi người, giá bán của cái căn nhà này là 1 tỷ 650 triệu đồng mọi người nhé. Mời mọi người hướng theo em lên trên phía tầng cuối cùng của ngôi nhà, xem tầng cuối cùng của ngôi nhà này được thiết kế như thế nào. Đây này, vừa bước lên trên tới khu vực cầu thang, cảm thấy có ánh sáng vào trong cái khu vực cầu thang này. Có một cái giếng trời nho nhỏ ở đây trên trần mọi người ạ, để lấy cái khu vực sáng cho toàn bộ ở khu vực cầu thang. Đó.
trên tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế một phòng thờ mọi người ơi, và một sân phơi. Đây chính là phòng thờ của ngôi nhà, rất là rộng, rất là thoáng. Cửa sổ mà mở ra thì rất là thoáng mọi người ạ. Hôm nay thời tiết miền Bắc rất là lạnh luôn. Hôm nay thời tiết miền Bắc chỉ có 12 độ C thôi, rất là lạnh. Mà mọi người hướng theo em, xa phía đây chính là phía sân phơi. Phía sân phơi đây mọi người nha. Phía sân phơi này để máy giặt này, thoát sàn này, thoát nước này, cũng như là cái khu vực này thì đã đều được lát gạch 30-30, sỏi chống trơn trượt rồi. Đây chính là phía cái cửa sổ, cái cửa để hướng lên trên phía trên tầng 4 mọi người ạ. Trên đấy là đã để bồn nước, một dung tích là một khối để sử dụng cho toàn bộ ngôi nhà. Và cái căn nhà này thì đã có bể ngầm rồi mọi người nhá. Có bể ngầm và dự trữ nước sạch để bơm lên trên bể một khối đấy sử dụng. Đây chính là phía sân phơi. Wow, khá là lạnh luôn ấy. Đây chính là phần sân phơi mọi người ơi. Sân phơi khá là rộng luôn. Thực ra thì mọi người xem, quý khách hàng xem video của em cũng khá là nhiều, thì mọi người có thể nhìn thấy rất là nhiều mẫu nhà của bên em với cái diện tích từ 30 cho đến 32, cũng có 33, cũng có 35, cũng có 37, 38 cũng có. Tuy nhiên thì theo em Ánh thì nếu như mà mọi người mua được những cái căn nhà mà có phần có khoảng tầm 3 đến 4 phòng ngủ cũng như là phần sân phơi riêng, phòng thờ riêng thì rất là hợp lý. Cụ thể như cái căn nhà này thì thiết kế khá là hợp lý mọi người ạ. Thì nếu như mà mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa, bởi vì trên cái video ngắn thì em sẽ không thể nào nói hết được tổng quan về tất tần tật mọi thứ xung quanh của cái căn nhà như thế nào, các thứ ra làm sao, kể cả giấy tờ pháp lý cũng vậy. Thì mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết thì xin vui lòng gọi điện cho em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé, 0983013403 hoặc 0888041441. Em Ánh đây. Mọi người mà xem video của em nếu như mà thấy hay thì có thể bấm vào like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ em. Nếu muốn góp ý riêng thì có thể comment ở dưới hoặc có thể inbox riêng cho em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.